tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Ngoại trưởng Mỹ kết thúc chuyến công du chống Trung Quốc tại Việt Nam. Mỹ viện trợ Việt Nam thêm 2 triệu đô la khắc phục lũ lụt. Việt Nam nói thả Michael Nguyễn vì lý do nhân đạo. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hoàn tất chặn cuối chuyến công du châu Á tại Việt Nam hôm 30 tháng 10. Trong cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng ngày, ông Pompeo nói Hoa Kỳ mong tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng mối quan hệ và làm cho khu vực Đông Nam Á, châu Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở nên an toàn, hòa bình và thịnh vượng. Đáp lại, Thủ tướng Việt Nam cho biết Hà Nội tìm kiếm sự hợp tác chân thành trong việc hỗ trợ hòa bình khu vực và phát triển thương mại đầu tư. Việt Nam là chặng dừng được bất ngờ thêm vào trong chuyến công du châu Á dự kiến tới 4 nước của Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhằm tăng cường đồng minh chống lại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán và đang xâm nhập chính trị, quân sự trên khắp châu Á. Ở Việt Nam, ông Pompeo không đề cập công khai tới Trung Quốc như trong các chặng dừng trước đó ở Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo ngày 30 tháng 10 ngỏ lời chia buồn về thiệt hại nhân mạng vì lũ lụt tại miền Trung Việt Nam và thông báo hỗ trợ thêm 2 triệu đô la giúp khắc phục hậu quả. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cho biết khoản viện trợ 2 triệu đô này sẽ được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ chuyển giao để hỗ trợ phía Việt Nam. Trước đó, hôm 17 tháng 10, Đại sứ Mỹ Daniel Crittenbrink công bố khoản viện trợ ban đầu trị giá 100.000 đô la cho phía Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 29 tháng 10 nói việc phóng thích công dân Mỹ gốc Việt Michael Nguyễn ngay trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Hà Nội là vì lý do nhân đạo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong tuyên bố gửi cho Reuters rằng với tinh thần nhân đạo, vào ngày 21 tháng 10, nhà chức trách Việt Nam đã đình chỉ bản án đối với Michael Phương Minh Nguyễn và trục xuất ông khỏi Việt Nam. Ông Michael Nguyễn bị kết án 12 năm tù tại Việt Nam với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Ông được trả tự do hôm 21 tháng 10 trước chuyến thăm bất ngờ của Ngoại trưởng Mỹ tới Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du châu Á nhằm chống lại một Trung Quốc đang ngày càng tăng ảnh hưởng về chính trị và an ninh trong khu vực. Trong ngày cuối của chuyến thăm Việt Nam hôm 30 tháng 10, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã có cuộc họp kín với Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Dù mối quan hệ Việt-Mỹ đã nồng ấm hơn trong những năm qua, nhưng hai bên vẫn còn những bất đồng về một số lĩnh vực như nhân quyền và thương mại. Các vụ phóng thích tù nhân chính trị và tôn giáo thường được Hà Nội thực hiện trước những chuyến thăm của các giới chức cao cấp Mỹ hoặc trước các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 30 tháng 10 kêu gọi Nhật nên hủy các kế hoạch tài trợ hàng triệu đô la cho Bộ Công an Việt Nam vì cho rằng cơ quan này là đối tượng chủ chốt vi phạm nhân quyền. Ngày 19 tháng 10, Nhật công bố khoản viện trợ 300 triệu yên, tức 2,84 triệu đô la Mỹ cho Bộ Công an Việt Nam để giúp tăng cường các biện pháp chống khủng bố và duy trì trật tự công cộng, ổn định xã hội ở Việt Nam. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á trong Human Rights Watch nói, cung cấp cho Việt Nam trang thiết bị dưới chiêu bài chống khủng bố và trật tự công cộng sẽ chỉ giúp công an dễ dàng đàn áp dã man các cuộc biểu tình ôn hòa. Thông cáo của Human Rights Watch nói, trong nhiều thập niên qua, lực lượng công an Việt Nam đánh đập, tra tấn vô số người bị giam giữ mà hầu như không bị quy trách nhiệm. Tổ chức này khuyến nghị thay vì hỗ trợ tiền cho công an Việt Nam, Nhật nên kêu gọi Hà Nội thực hiện cải cách thể chế lớn trong Bộ Công an, bao gồm thành lập một ủy ban độc lập để giám sát hoạt động và tiếp nhận các khiếu nại từ công chúng. Trước khi tân Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga thăm chính thức Hà Nội hôm 19 tháng 10, cộng đồng người Việt tại Nhật và các nhóm nhân quyền gốc Việt đã tổ chức tuần hành và tuyệt thực tại Tokyo để kêu gọi chính phủ Nhật gây áp lực với Việt Nam về các vi phạm nhân quyền. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Chịu ảnh hưởng của cơn bão số 9 nên các con sông của Huế nước vẫn dâng tràn ở nhiều nơi. Cây cối vườn tược bị gió quật ngã còn la liệt. Nhiều nhà tốc mái đã được che tạm vội vã bằng cái tấm bạt mỏng manh để giúp tránh mưa. Ông Nguyễn Văn Đậu, người làng Lai Thành kể. Tại vì là
là lụt ngập giường thành mà sống một mình không có ai bưng nổi, dù bưng cái giường kế cũng bưng nổi, thành ra tôi lên bàn thờ ngồi để tránh lụt, ngồi 4 tiếng đồng hồ ra trên nước rút không có ai vô hết. Nhà cửa nơi đây vừa đi qua cơn bão lụt nên giờ là xin được vật dụng gì là đắp vá sửa ngay. Giờ nữa là bão là vượt coi nay là tập tước giờ dắp sau nên vừa cái giờ để chua để cho tập bạc mới trả từ ngày nào chứ điều kiện chứ thấy khó khăn á, giờ chứ được có điều kiện mà lập lại. Có điều kiện ở đây là mong mỏi nông vụ sắp tới đủ sống để người dân có thể dành ra khoản nào đó cho sửa chữa lại ngôi nhà đã chịu thiệt hại vì mưa bão. Còn giờ thì vẫn là giai đoạn của bữa đói bữa no của những phần quà cứu trợ, ông Trần Lễ bày tỏ mong muốn. Dạ, một mùa làm được là chỉ nở bác bạc tần nờ rồi, được con được mấy 4 báo một năm, mới ở hết 40 báo rồi. Dạ em muốn mong muốn là giờ mà chi vì quỷ thay là cho xin thì chỉ là để tạo cho ngôi già thôi. Dạ. Người dân đang rất cần cứu trợ sau đó để họ có thể lập lại mái nhà tránh nắng mưa, ông Đậu nói. Dạ mong muốn sửa có mái tôn để sửa lại căn nhà. Hình ảnh này là một đoạn của sông Như Ý hay còn gọi là Thiên Lộc Giang. Nước vẫn cuồn cuộn đe dọa đời sống cư dân hai bên bờ. Người dân xứ này nói rằng, tuy họ đã quen cảnh miền Trung năm nào cũng mưa bão, nhưng năm nay thì các cơn bão đổ xuống đây gần như liên tục. Vừa dứt cơn bão này lại nhâm nhe cơn bão khác. Và ngay bây giờ là bản tin thế giới. Ngày 30 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dựng đủ thứ chuyện dối trá về Bắc Kinh vì những thành kiến ý thức hệ và những quyền lợi chính trị ích kỷ. Ông Pompeo gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc là đe dọa nghiêm trọng nhất của tự do tôn giáo trong tương lai trong chuyến viếng thăm Việt Nam và đã nói nhiều về Trung Quốc trong chuyến thăm năm nước châu Á trong tuần này. Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cáo buộc ông Pompeo nói xấu nước khác và phá hoại sự hòa hợp quốc gia và can thiệp vào các vấn đề nội bộ của họ. Ông Uông từ chối bình luận về cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ, nhưng nhắc lại lập trường của Trung Quốc về quan hệ với Washington là không đối đầu và không xung đột. Trung Quốc ngày 30 tháng 10 kêu gọi Mỹ chờ trừ chấp các tội phạm Trung Quốc làm giàu bất chính, đồng thời nói rằng 5 người vừa bị Mỹ bắt vì âm mưu ép buộc một gia đình Trung Quốc hồi hương không phải là nhân viên thực thi luật pháp của Trung Quốc. Nhà chức trách Mỹ trong tuần này truy tố 8 người đồng lõa hành động như nhân viên hoạt vụ bất hợp pháp cho một chính phủ nước ngoài và bị cáo buộc làm việc nhân danh Trung Quốc trong một âm mưu liên hệ đến việc đe dọa, theo dõi và cưỡng bách một gia đình Trung Quốc hồi hương để bị truy tố. Trong nhiều năm, Trung Quốc nỗ lực thu hồi tiền bị biện thủ đem ra nước ngoài trong khuôn khổ dẹp tham nhũng. Trung Quốc cũng nỗ lực có được sự hợp tác quốc tế để truy lùng các giới chức tham nhũng kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu cuộc chiến chống tham nhũng cách đây gần một thập niên. 5 người bị truy tố tại Mỹ, trong đó có một thám tử tư người Mỹ, bị bắt tại New Jersey, New York và California ngày 28 tháng 10, trong khi số còn lại được biết là đang ở Trung Quốc, theo lời các giới chức tư pháp Mỹ cho biết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tại một cuộc họp báo kêu gọi Hoa Kỳ ngừng điều ông mô tả là những cáo buộc vô căn cứ và bồi nhọ những nỗ lực của Trung Quốc truy lùng những tội phạm đào thoát và thu hồi tiền biển thủ và chờ trừ chấp các tội phạm biển thủ. Trung Quốc phát động một chiến dịch đa cơ quan có tên là Lưới Trời vào năm 2014 để bắt những người đào thoát ra nước ngoài mang về nước xử tội. Hoa Kỳ không có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc. Hoa Kỳ bắt buộc những người hành động nhân danh nước ngoài phải đăng ký và thông báo cho Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp. Liên hiệp châu Âu sẽ chờ dữ liệu về tính hiệu nghiệm và an toàn giai đoạn cuối trước khi chấp thuận vaccine COVID-19 để đảm bảo có được sự chấp thuận rộng rãi vaccine, theo lời Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn, loan báo ngày 30 tháng 10. Chúng ta nói rõ từ đầu là chúng ta sẽ chờ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trước khi chấp thuận. Ông Spahn cho biết, điều quan trọng là phải thúc đẩy cái tổ Tổ chức Y tế Thế giới ngay từ bây giờ và không chỉ một khi đại dịch đã đi qua. Tôi không tin vào luận điệu cho rằng hãy để cho đại dịch qua đi trước đã rồi mới bắt đầu tiến trình.
Đại dịch hiện nay thách thức chúng ta sâu sắc, nhưng điều quan trọng là thảo luận cải tổ phải được tổ chức song hành. Những biện pháp mới chống virus corona tại Đức, bao gồm đóng cửa một phần, sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 11. Thêm nhiều chi tiết về cuộc tấn công bằng dao tại Pháp được công tố viên trưởng chống khủng bố tiết lộ vào cuối ngày 29 tháng 10. Nghi can giết chết 3 người tại một nhà thờ Nice, được xác định đến từ Tunisia, sinh năm 1999. Công tố viên Jean-François Ricard nói, người này đi xe lửa từ Ý đến Pháp. Anh ta thay quần áo tại nhà ga, rồi đi bộ 1/4 dặm đến nhà thờ, rồi ra tay tấn công trước 8 giờ rưỡi sáng. Ông Ricard nói, nhà chức trách đến hiện trường khoảng nửa giờ sau đó. Nghi can bị trúng đạn cảnh sát và bị bắt. Hai trong ba nạn nhân chết tại chỗ, trong khi người thứ ba ra được khỏi nhà thờ vào một tiệm cà phê gần đó, nhưng tử vong tại đây. Kẻ tấn công được chở đến một bệnh viện để được chữa trị. Anh ta bị thương nặng, vẫn còn trong tình trạng tính mạng bị đe dọa. Thị trưởng Nice cho hay, cuộc tấn công này tương tự như vụ chặt đầu giáo viên Samuel Paty bởi một thanh niên Chechen trước đây trong tháng gần Paris. Ông Paty dùng các bức hí họa tiên tri Muhammad trong một lớp công dân giáo dục về tự do ngôn luận. Cuộc tấn công hôm 29 tháng 10 nhằm ngày sinh của tiên tri Muhammad diễn ra trong lúc người Hồi giáo trên thế giới phẫn nộ trước việc Pháp bênh vực quyền đăng tải các hí họa này với hàng ngàn tín đồ người Palestine tụ tập sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu 30 tháng 10 để phản đối, và hàng chục ngàn người Hồi giáo tại Bangladesh cũng xuống đường hôm 30 tháng 10 với thông điệp tương tự. Pháp, nơi cư ngụ của cộng đồng Hồi giáo lớn nhất châu Âu, đang lâm vào một cuộc chiến chống ý thức hệ Hồi giáo và những cuộc tấn công của các phần tử hiếu chiến chắc chắn sẽ xảy ra, theo lời Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cảnh báo. Bốn người chết và 120 người bị thương trong trận động đất tại bờ biển Ege ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo lời giới hữu trách loan báo ngày 30 tháng 10. Một trong những người thiệt mạng vì chết đuối. Chấn động của trận động đất được cảm nhận tại cả Hy Lạp lẫn Thổ Nhĩ Kỳ. Video của Reuters cho thấy những người đứng bên ngoài một tòa nhà bị sụp đổ tại thành phố du lịch Izmir sau khi trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra. Nhiều mảnh vụn trôi trên một con đường ngập nước sau khi động đất làm nước biển dâng cao. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ nói trên Twitter là 6 tòa nhà bị sụp đổ tại hai quận của tỉnh Izmir. Trong căn nhà nhỏ thuộc thành phố Garden Grove, California, ông Hải đang chuẩn bị cho một cuộc tuần hành ủng hộ người mà ông đặt niềm tin trong kỳ bầu cử Mỹ năm 2020, đương kim Tổng thống Donald Trump. Tới Mỹ cách đây 10 năm, đây là lần thứ hai ông Hải đi bầu, với tất cả ý nghĩa của hành động này. Chúng tôi hôm nay là ngày lần thứ tư, là chúng tôi tổ chức rally và ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa. Đây là lần thứ tư. Đó là những thứ mà khi còn ở Việt Nam, có nằm mơ, ông cũng không nghĩ tới. Ở Việt Nam, chúng ta biết rằng đó là đảng cử dân bầu. Tức là chưa bầu, chúng ta đã biết kết quả rồi. Mà chúng tôi đã tẩy chay bầu cử từ xưa đến giờ rồi. Cho nên những ngày mà bầu cử, thì xã, phường người ta đến nhà ta khuyến khích. Thì chúng tôi không đi, không bắt đi thì thôi. Nếu bắt đi thì mẹ tôi chỉ cầm một cục trong nhà. Những ai mà đủ tuổi thì cầm một cục thôi. Rồi vô ra bỏ, chứ không có ý thức gì hết. Với thể thức bầu cử tự do, công bằng, minh bạch tại Hoa Kỳ, kể từ khi trở thành công dân Mỹ, ông Hải không bỏ qua cơ hội được đích thân đi bầu, được bỏ lá phiếu của mình vào thùng với trọn vẹn niềm tin. Vì gần đến ngày đó tôi mới đến cái thùng tôi bỏ, tại vì mình tin tưởng đến ngày đó mình đến nơi mình bỏ mình mới an toàn hơn. Thì mình thấy ra cái đời sống chính trị ở Hoa Kỳ nó tự do cho đó, lá phiếu vô cùng quan trọng. Chỉ cần thêm một lá phiếu thôi là biết đâu người đó, cái người mình ủng hộ lại đâu. Cho nên chúng tôi đã nói với nhau rồi, lần này tất cả phải đi bỏ phiếu hết. Lúc còn ở Việt Nam, thành viên cao cấp của Việt Nam Quốc dân đảng này từng vượt biên tị nạn tại Thái Lan, rồi sau đó trở về nước, bị bắt vì hoạt động chính trị, chịu tù đầy và đánh đập. Ông Hải sau đó được đưa qua Mỹ theo diện tị nạn. Và ngay sau khi đặt chân lên đất Mỹ, hai việc ông nghĩ tới đầu tiên đó là đi học và tham gia hoạt động chính trị. Tại đây, ông được chứng kiến một môi trường chính trị và một bầu không khí bầu cử hoàn toàn khác. Tới giờ, ông vẫn còn nhớ như in ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 4 năm về trước, khi ông Donald Trump giành chiến thắng trước đối thủ là bà Hillary Clinton. Tại nhà hàng ngồi chứ là đứa nào cũng cầm cái phone để theo dõi mà.
từng ly từng tí, cuối cùng tôi thắng, là đô đa chung thắng, là bắt đầu tôi thắng. Thì được một cái cảm giác nó lâng lâng hay lắm. Đó, cái cảm giác của cái nước đất nước dân chủ, cái cảm giác của cái người được hưởng được cái thể chế tự do là chỗ đó. Ông Hải mong rằng với sức ép từ cộng đồng quốc tế trong quá trình hội nhập, bầu không khí chính trị tại Việt Nam sẽ dần dần cởi mở hơn. Từ từ nó sẽ cởi mở, và đến ngay giai đoạn nào đó nó sẽ phải cởi mở mới hơn, bởi vì Việt Nam đã cam kết vào tất cả các sinh viên dân chủ trên thế giới rồi. Nhưng cởi mở đến mức độ nào, theo ông Hải, còn tùy thuộc vào sự mạnh yếu của Trung Quốc. Và đó chính là lý do vì sao ông ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Ông Hải cùng nhiều người Mỹ gốc Việt khác tin rằng chính ông Trump, chứ không phải ai khác, mới là người có khả năng giúp Việt Nam thoát khỏi sự kiềm tỏa của Trung Quốc, và xa hơn là khiến chính quyền Cộng sản Bắc Kinh sụp đổ. Thì chúng ta thấy rằng khi Donald Trump lên thì bắt đầu Trung Quốc, Trung Cộng đã có dấu hiệu suy yếu. Trung Cộng yếu thì Việt Cộng sẽ yếu. Mà nếu Trung Cộng sụp đổ thì Việt Nam có cơ may chuyển sang dân chủ. Năm nay, ông Hải vẫn đặt cược vào chiến thắng của Tổng thống Trump. Nhưng dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, ông hy vọng hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa có thể cùng nhau gạt qua bất đồng, gìn giữ tài sản quý giá của người dân Mỹ là quyền bầu cử, quyền được cất lên tiếng nói của công dân mà không phải trả giá bằng sự tự do, sức khỏe và thậm chí là cả bằng tính mạng, như những gì bản thân ông đã từng trải qua nơi quê nhà. Các đảng viên Dân Chủ phẫn nộ với Tổng thống Donald Trump và các đảng viên Cộng Hòa ở Thượng viện vì đã đề cử thẩm phán bảo thủ Amy Coney Barrett làm thẩm phán tối cao Pháp viện khi đã rất sát ngày diễn ra bầu cử Tổng thống vào mùng 3 tháng 11. Sự phẫn nộ đó khiến một số nhà hoạt động tiến bộ kêu gọi tăng số lượng các thẩm phán ở tối cao Pháp viện, với nhiều thẩm phán theo đường lối tự do hơn nếu ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden và đảng của ông giành được chức Tổng thống và nắm quyền kiểm soát Quốc hội. Tại cuộc tranh luận giữa các ứng viên phó tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa Mike Pence nói việc tăng thẩm phán có thể làm suy yếu tính độc lập chính trị của tòa. Nếu quý vị trân trọng tối cao pháp viện của chúng ta, nếu quý vị trân trọng sự phân quyền, quý vị hãy từ chối vé bầu cho Biden-Harris vào ngày 3 tháng 11. Hãy tái bầu cho Tổng thống Donald Trump và chúng tôi sẽ ủng hộ sự phân quyền lực trong chính chiếc ghế. Trong khi đó, ông Biden, người ôn hòa về chính trị, nói rằng ông không phải là người thích tăng số lượng thẩm phán. Ban vận động của ông cũng không bác bỏ ý tưởng này. Khi bị hỏi dồn tại cuộc tranh luận với ông Pence, ứng cử viên phó tổng thống bên đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Kamala Harris đã cãi lại, cáo buộc chính quyền ông Trump đã nhồi thêm các thẩm phán bảo thủ vào các tòa án cấp dưới. Quý vị có biết không, trong 50 người mà Tổng thống Trump bổ nhiệm trọn đời vào các tòa phúc thẩm, chẳng có một ai là người da đen cả. Họ đã và đang làm như thế đấy. Thế mà muốn nói về việc tăng thẩm phán ở một tòa án à? Để tăng khả năng là nếu ông Biden thành tổng thống, ông có thể tiến hành chương trình nghị sự của mình. Cựu tổng thống Barack Obama gần đây tán thành việc loại bỏ quy định về tranh luận không giới hạn ở Thượng viện. Cần phải có đa số 60 phiếu bầu ở Thượng viện, gồm 100 ghế, để khỏi phải bàn và cứ thế thông qua một luật quan trọng. Trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama, phía đảng Dân Chủ đã tránh được việc tranh luận không giới hạn để phê chuẩn các thẩm phán liên bang. Và dưới thời chính quyền ông Trump, phía Đảng Cộng Hòa đã loại bỏ việc đó để phê chuẩn những người họ đề cử vào tối cao Pháp viện. Một mối quan tâm khác của phía Đảng Cộng Hòa là Đảng Dân Chủ với thế đa số mỏng manh có thể siết chặt bàn tay nắm quyền bằng cách bãi bỏ đại cử tri đoàn, là hệ thống bỏ phiếu tổng thống gián tiếp có lợi cho các bang nông thôn nghiêng về Đảng Cộng Hòa. Nhờ thắng bằng đại cử tri đoàn mà ông Donald Trump giành chức tổng thống vào năm 2016 và ông George W. Bush vào năm 2000, mặc dù cả hai ông đều thua với số phiếu phổ thông trên toàn quốc. Một số người cấp tiến cũng muốn tăng số đại biểu quốc hội của Đảng Dân Chủ bằng cách trao quy chế tiểu bang cho hai thành trì của đảng là thủ đô Washington DC, hiện là một quận hạt do liên bang kiểm soát, và đảo Puerto Rico. Tuy nhiên, chính các đảng viên Cộng Hòa cũng ủng hộ quy chế tiểu bang dành cho Puerto Rico. Các nhà phân tích cho rằng những nỗ lực này của cả hai bên nhằm vô hiệu hóa phe đối lập hơn là tìm kiếm thỏa hiệp làm suy yếu nền Dân Chủ. Trong các nền dân chủ đang trở nên dễ dãi, ta sẽ thấy chuyện này tiếp tục leo thang đến một mức là nó thực sự cố gắng trở thành một nền dân chủ độc đảng. Về phần mình, ông Biden tiếp tục chấn an về các đề xuất dựa trên lợi thế chiếm đa số, vì ông đang tìm cách giành phiếu của những người độc lập và những người Cộng hòa bất mãn. Các cuộc thăm dò cho thấy họ đang ngày càng ủng hộ ông. Thank you. To my favorite people in the world. Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ, nổi tiếng vì dùng Twitter nhiều. Nhưng trong những tuần gần đây, Twitter đưa ra những cảnh báo về một số bài tweet của ông Trump.
chẳng hạn như về virus corona, và bỏ phiếu qua thư. @TeamTrump, tài khoản Twitter của ban vận động cho ông Trump, cũng tạm thời bị chặn, đăng bài viết về con trai của đối thủ Đảng Dân Chủ, Joe Biden. Một số người hoan nghênh hành động của Twitter để giảm sự lan truyền thông tin sai lệch. Những người khác chỉ trích các quyết định đó là thiên vị, hạn chế ngôn luận của phe bảo thủ, theo cách có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Không chỉ Twitter làm như vậy, Facebook cũng hạn chế khả năng của ông Trump chia sẻ tin bài về con trai của ông Biden. Các trang web khác thực hiện hành động mạnh mẽ tương tự. YouTube thuộc Google cho biết họ cấm nội dung liên quan đến QAnon, mà hãng này gọi là nội dung có tính thuyết âm mưu được sử dụng để biện minh cho bạo lực trong thế giới thực. Tại sao giờ đây các công ty đang hành động như vậy? Về cuộc bầu cử sắp tới, như một đồng nghiệp đã nói, nó giống như một giải vô địch lớn của vô số thông tin sai lệch, mọi con mắt đều đổ dồn vào. Chúng tôi biết là điều đó xảy ra, chúng tôi dự đoán rằng điều đó sẽ xảy ra. Đó là một sự kiện lớn. Cách đây không lâu, các công ty Internet cho phép người dùng nói chuyện mà không bị can thiệp nhiều. Sau cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ năm 2016, họ bị chỉ trích vì làm không đủ nhiều để chặn thông tin sai lệch trên các trang của họ, bao gồm cả việc để các mạng lưới do nước ngoài tài trợ thực hiện các chiến dịch gây ảnh hưởng trên mạng. Trong năm qua và ngày càng tăng trong những tuần gần đây, Twitter, Facebook, Google và những hãng khác thắt chặt các quy định và thực thi các chính sách của họ. Tôi nghĩ rằng họ cần phải chấp nhận rằng họ phải là người giải quyết những vấn đề này, chứ không thể là người tiếp tay như trước đây. Một số đảng viên Cộng hòa nói rằng các quy định mới được thực thi một cách không công bằng, khiến những tiếng nói bảo thủ bị bóp nghẹt. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã kêu gọi các CEO của Twitter và Facebook ra điều trần về các chính sách của họ. Các nhà lập pháp của cả hai đảng đang xem xét thay đổi luật hiện quy định rằng các công ty không chịu trách nhiệm về ngôn từ mà người khác đăng trên trang web của họ. Ken Paulson, giám đốc trung tâm tự do ngôn luận tại Đại học Middle Tennessee, cho rằng tước đi sự bảo vệ đó, các công ty sẽ bị hủy hoại. Trừ khi ta thực sự muốn giết chết Facebook và Twitter, còn hiện nay không có một điểm mà các bên gặp được nhau. Hoặc là phải chấp nhận một dịch vụ rất nhỏ, hoặc ta phải chịu rủi ro là có những nội dung gây khó chịu, khó hiểu và đưa thông tin sai đến mọi người. Thực sự có hai lựa chọn đó, quốc hội không thể làm gì nhiều về điều đó. Khi ngày bầu cử đến gần, đang có nhiều được, mất đối với các công ty Internet và công chúng Hoa Kỳ. Tất cả các cuộc thử nghiệm vaccine virus corona hiện tại đều bao gồm việc cho các tình nguyện viên sử dụng vaccine tiềm năng hoặc giả dược và sau đó đợi cho đến khi có đủ lượng người trong số họ tiếp xúc với virus trong cuộc sống hàng ngày. Việc này có thể mất vài tháng hoặc vài năm. Giữa tháng 10, chính phủ Anh thông báo họ có kế hoạch bắt đầu thử nghiệm trên con người, tức chủ động truyền virus cho những tình nguyện viên trẻ, khỏe để tăng tốc độ phát triển vaccine. Một số người đã tình nguyện làm việc này. Rất nhiều người hiện đang khổ sở. Tôi muốn đại dịch chấm dứt. Mỗi ngày trôi qua, lại có thêm nhiều ca nhiễm, thêm nhiều người chết. Và nếu thử nghiệm vaccine này có thể đồng nghĩa là thời kỳ đau thương này của cả thế giới sẽ sớm kết thúc, thì tôi muốn giúp đỡ. Tôi muốn đóng góp một phần trong đó. Riêng tôi không thể để cơ hội được thực sự làm điều gì đó như thế này lại trôi qua tôi, khi mà tôi có nguy cơ thấp hơn những người khác.
Chính phủ có kế hoạch đầu tư hơn 43,4 triệu đô la cho cuộc thử nghiệm. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nó có thể có tầm quan trọng đáng kể. Đã có nhiều tiền lệ như thế này trước đây về việc phát triển một số loại vaccine. Đó là một phần của những gì đã diễn ra, chẳng hạn như việc phát triển vaccine tả và vaccine thương hàn. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra một số lưu ý. Các tình nguyện viên phải hoàn toàn đồng ý và họ phải lựa chọn các tình nguyện viên để giảm thiểu rủi ro cho họ. Bởi vì ta sẽ thử nghiệm nhiều người với một loại virus mà chúng ta không có phương pháp điều trị. Các ca nhiễm, nhập viện và tử vong do virus corona đang tăng mạnh ở nhiều nước trên thế giới. Hy vọng hàng đầu vẫn là phải có vaccine mới có thể phần nào quay lại trạng thái bình thường được. Tại thời điểm này, chúng ta không có cách nào để dừng lây nhiễm và chúng ta thậm chí không có khả năng tài chính để cung cấp nhiều phương pháp điều trị bằng kháng thể, steroid, v.v. cho tất cả mọi người cần điều trị, như ông Trump đã được chữa. Các kiểu loại điều trị đó có chi phí khá lớn, chúng ta không có vaccine. Do đó chúng ta cần phải khống chế sự lây lan của loại virus này, không chỉ quản lý mà phải khống chế nó. Mục tiêu ban đầu của nhóm nghiên cứu ở Anh sẽ là phát hiện ra lượng virus nhỏ nhất đủ để gây nhiễm COVID-19, sử dụng những lượng virus có kiểm soát. Nếu được các cơ quan quản lý và Ủy ban Đạo đức chấp thuận, người ta hy vọng quá trình thử nghiệm đầy đủ có thể bắt đầu vào tháng 5 năm 2021, cách bây giờ còn nhiều tháng nữa. COVID-19 nguy hiểm đến mức nào? 80% trường hợp là nhẹ. Những người trẻ và khỏe mạnh có nguy cơ thấp. Người cao tuổi và người đang có bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Nếu bị ho, sốt và khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ ngay và tránh xa những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to the Voice of America's News Words. The government of Saudi Arabia says it will lift a ban on movie theaters in the country. Watershed. The Saudi government says the opening of movie theaters will add more than $24 billion to the economy and create jobs. The Minister of Culture and Information said the decision marked a watershed moment. A watershed moment is an event that marks a historic change. It comes from an image in nature. On one side of a watershed, rivers flow in one direction. On the other side, they flow in a different direction. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiếngviệt.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Để đóng góp hình ảnh, video hay bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.